cái nhẹ nhàng như kiểu vẽ những cái đường thẳng line thì nó bấm 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 là ăn hết. Vậy nên mình muốn làm là mình test những cái làm sao nặng để khi mà các bạn mua về làm cái nhẹ hơn thì chắc chắn nó sẽ mượt hơn. Và dù các bạn có dùng những cái file nặng, các bạn làm việc với file nặng hơn thì chắc chắn nó cũng sẽ hiệu năng tương đương như khi mà các bạn xem video này, thì chắc chắn đây là một video hay và hữu ích đúng không? Trước khi xem video này, nếu mà các bạn thấy cái nội dung mình làm hay cũng như là hữu ích ấy, thì động viên mình bằng cách like, đăng ký kênh nhá. Cái này cũng khá là kén người xem ấy, nên nếu mà được thì các bạn cho mình xin một like, đăng ký kênh, mình cảm ơn rất là nhiều để động viên mình làm nhiều nội dung như thế này ở thời gian sắp tới. Xin chào các bạn, ở trên bàn của chúng ta đang là chiếc Dell Precision 5540, nhưng đây là một cái phiên bản đặc biệt với con chip là Intel Core i9. Intel Core i9 9880H, nó sẽ có 8 x 16 luồng, 8 x 16 luồng, một cái con chip rất là khỏe ở năm 2019. Và RAM 32GB, bus 2667, MHz, đang lắp hai thanh, mỗi thanh 16GB nha. ED1T, card onboard là Intel UHD Graphics 630 và cuối cùng là con card RAID NVIDIA Quadro T2000. Trước khi đến với bài test AutoCAD trên chiếc Dell Precision 5540 thì mình cũng sẽ có những cái công cụ. Hiện tại thì nhiệt độ phòng đang rơi vào 29,4 độ C. Nhiệt độ bề mặt của bàn phím giữa máy đang là khoảng 40,6 độ C. Trên khe tản nhiệt 41,7 và cái chỗ chúng ta để tay 31,2, bề mặt tháp bát là 29,7. Đây là một cái mức nhiệt độ gần như là nhiệt độ bình thường, thông thường của chiếc Dell Precision 5540 đấy. Các bạn thấy nhiệt độ giữa máy cao đúng không? Hiện tại mình đang sử dụng camera nhiệt để chúng ta quan sát nhiệt độ ở trên máy nhá. Chúng ta sẽ có cái mức nhiệt độ ở giữa bàn phím đang là khoảng 37-38 độ C, còn trên khe tản nhiệt là 43 độ. Phần vàng nhất ở trên máy thì nó sẽ là cái mức mà nhiệt độ cao nhất luôn. Ngay phía trên con CPU và GPU đẩy lên bàn phím ý là 39-40 độ, 41 độ. Còn mặt bàn với mức nhiệt độ là 25 độ C. Với một chiếc máy nó khỏe như kiểu là chiếc Dell Precision 5540 của chúng ta ở trên bàn ấy, thì mình thấy những cái file CAD nhẹ nó thật sự là nhẹ với chiếc máy này. Ở đây thì mình có một cái file AutoCAD với dung lượng là 537MB. 321 bắt đầu. Intel Core i9 9880H, nó sẽ có cái mức xung cơ bản và xung turbo cao hơn cái dòng Intel Core 7 khoảng 200MHz. Thì mình kỳ vọng là cái tốc độ của nó mở file sẽ rất là nhanh. Nhìn vào thumb laser thì chúng ta đã thấy được cái con CPU 2 ở trong máy chạy 100% mắc binh luôn. Vậy thì phải mất khoảng 1 phút 45 46 giây thì mới mở xong một cái file 500MB. Lần. Quan sát vào cái phần nhiệt độ thì Intel Core 9 9880H sẽ có mức nhiệt độ cao nhất thì mình thấy lên khoảng 93 độ C với mức công suất rơi vào khoảng 20W thôi. 30W này, 30W, 230W thì nó sẽ có cái mức nhiệt độ 9X. Đây là cái mức sử dụng phần trăm của nó nha các bạn. Để này cho chúng ta dễ quan sát này. Và sau khi mình mở một file nặng 500MB lên, mức RAM của máy đã sử dụng là 22.856MB. Chúng ta sẽ có mức nhiệt độ và phần trăm sử dụng của con T2000 ở phía dưới này nhá. Nhưng mà để nói cái con chip Intel Core 9 này nó có khác biệt nhiều so với con Intel Core 7 không? Thì mình thấy là có, nếu mà so sánh với con Intel Core 7 9850H hoặc là 9750H thì nó có, nó mượt hơn. 9880H lại khá là đặc biệt khi mà nó có tận 8 x 16 luồng. Trong năm đấy thì nó hơn cái dòng Intel Core 7 là chỉ có 6 x 12 luồng thôi. Thì với cái tác vụ như AutoCAD nó chỉ chạy đơn luồng, đơn nhân như thế này thì không ăn thua. Gọi là không khai thác được tối đa cái sức mạnh của con chip. Thì tổng kết lại với AutoCAD, mở một cái file 500MB mà các bạn vẫn có thể zoom in zoom out xong rồi làm việc thao tác một cách mình đánh giá khá mượt mà như thế này. Nó không bị kiểu đơ, khựng lác, gọi là không phản hồi cái thứ là mình đã thấy ok rồi. File 500MB thì cũng ít khi các bạn động tới. Thì những cái file nhẹ hơn như 100MB rồi, mình sẽ thử nha. Ở đây mình sẽ có những cái file test. Ở đây là 99MB này. Mình đoán nó cũng sẽ rất là mượt. 321 bắt đầu. Đó, nó cũng chỉ mất khoảng 14 giây khi mà chúng ta mở sẵn một cái file
500MB kia. Dung lượng RAM sử dụng là 25.000MB. Và bây giờ thì bị khựng rồi này. Các bạn thấy giống kiểu không phản hồi ấy. Rồi, sang rồi. Thế mất khoảng 15 giây. 15 giây đấy. Khi mà chúng ta mở hai cái file nặng. Nhiệt độ bàn phím ở giữa máy 42. 43. À, 43 độ này. 46 độ này. Mặt bàn nó rơi vào khoảng 28 độ C. Phía dưới chỗ để tay 31. Phần touchpad 31. Mặc dù được trang bị i9, nó khá nóng nhưng mà với tác vụ nhẹ như AutoCAD thì vẫn quẩy được, mà bàn phím nó chỉ ấm ấm lên một chút thôi nhá. Đấy, nhiệt độ phòng khoảng 29,4 độ C thì không quá là lạnh đâu. Với cái tác vụ một cái file 100MB nó vẫn load được nhanh như thế này. Với AutoCAD thì ngay cả cái việc khi mà chúng ta tắt một cái file đi thôi, nó cũng sẽ mất thời gian. Một cái file nặng tắt đi thôi nhá, cũng mất khoảng 15-20 giây, thậm chí là 30 giây. Với bài test AutoCAD chúng ta cũng sẽ đi từ cơ bản đến nâng cao. Những cái file đơn giản 100MB hoặc là thậm chí nhỏ nhất chỉ có dung lượng 5MB thôi. Intel Core 9 thì nó vẫn là một cái gì đó với tốc độ mở file gọi nhanh khủng khiếp. Dung lượng RAM tiêu tốn là 8590MB. Úi dồi, với file 100MB thì quá mượt luôn. Nếu chỉ riêng mỗi file 100MB này, các bạn nhìn, mở một file 100MB thì siêu mượt, gọi mượt như xuân siêu. Nếu chỉ đánh giá về một file này thì nó mượt hơn khá là nhiều đấy. Vừa xong cái file 500MB thì mình không nhận ra được. Chỉ có 100MB như thế này thì mình đánh giá nó cảm nhận mượt hơn rõ ràng luôn. T2000 sử dụng tận 40% sức mạnh nhá. Chúng ta cứ đi mở hết tất cả file đi. Chúng ta test là phải test nặng chứ test nhẹ thì không cần. Mất khoảng 14-15 giây mở xong cái file 100MB tiếp theo. Gọi là zoom in zoom out và mượt như xuân siêu luôn. File test 350MB. Khoảng 9 giây rất mượt. Lăn phát nào ăn phát đấy luôn. File test 498MB. 321 bắt đầu. 6 giây, file test 598MB tiếp. 17 giây, file test 630MB. 10 giây. Và sau 6 file thì mức RAM là 16.000MB nhá, RAM 16.000MB. File test 728MB. 9 giây. Sau khi mở khoảng 7 file rồi nhưng mà những cái file sau có vẻ nhẹ hơn nên các cái thao tác nó còn mượt hơn những cái file 100MB đầu tiên luôn. File test 820MB. 321. Nó sẽ mất khoảng 10 giây. File 910MB. Khoảng 5 giây nhá. Rồi, file này mượt chưa? File test 10, 5MB. Khoảng 3 giây là xong. Bình thường thì các cái tác vụ khác như chạy IDA 64 có vẻ mắc binh đúng không? Toàn 100 độ C. Nhưng mà đây, thực tế ở trong một cái phần mềm hiệu năng như kiểu là AutoCAD, nó đơn giản, nó chỉ ăn nhân CPU đơn nhân thôi thì cái mức nhiệt độ nó lại mát, loanh quanh khoảng 57 đến 72 độ C. Qua RO T2000 với mức nhiệt độ thì là 56 độ C và phần trăm sử dụng là khoảng 9 này, 20 này. Loanh quanh khoảng 20%, công suất khoảng từ 1 đến 5W. Sau đó thì chúng ta sẽ có cái mức RAM là 17.965MB. Khi mà mở 10 file kết. Và đảm bảo với các bạn là khi mà chúng ta RAM 32GB ở trên chiếc máy này thì nó cân được. Đấy, tác vụ mình làm vẫn mượt mà. Kiểm tra lại đa nhiệm vẫn ngon, mượt. Đây thì có thể coi là những cái thao tác cơ bản. Mình chưa đến với các cái phức tạp. Rồi, vẫn rất mượt nhé. Copy mất khoảng 1 giây rưỡi. Dán này. 2 giây. 1, 2, 3. 3 giây đấy. Dán mất 3 giây. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 giây các bạn ạ. Đây, khi mà mình dán những cái file 5MB này thì các bạn cứ quy ra là một file
một bản đồ 5M, thì ở đây có 9 bản đồ rồi, và bây giờ là 10 cái bản đồ sẽ có dung lượng 50M. Thì mình dán càng nhiều bản đồ lên, mức RAM nó sẽ tăng từ 17.000 đến tận 19.000 nhá. Mình copy ra được 10 chi tiết, bây giờ mình chọn một lúc là 10 chi tiết luôn nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mất khoảng 7 giây để chọn 10 chi tiết và mình copy này. 1, 2, 3. Phải mất khoảng 3, 5 giây mình mới copy được tất cả chi tiết này. Mình sẽ đo lại nhiệt độ bàn phím này. Giữa máy 41,4. Bây giờ thì chúng ta sẽ chọn một cái lệnh Miro áp dụng với cái file nặng 100MB nhá. Chọn tất cả chi tiết này, 3, 2, 1, bắt đầu. Mất khoảng 9-10 giây nhé, mình làm lại này. 3, 2, 1, bắt đầu. Cũng xấp xỉ 9 giây. Tiếp theo là một cái lệnh gọi là lệnh Miro. Mình sẽ chọn một điểm ở trên hình. Sau khi mà chọn được các cái chi tiết này, chọn xong rồi nha, nhưng mà máy nó cũng sẽ bị khựng. Mất khoảng từ 5 đến 15 giây để nó xử lý. Đây, lệnh Miro. Mất khoảng 26 giây làm xong cái lệnh đấy rồi nhá. Cái file này nó sẽ có dung lượng nhân đôi lên là rơi vào khoảng 200MB. Thì bây giờ phần mềm đã báo là đã tự tối ưu lại. Còn những cái file nhẹ nhàng hơn như kiểu là 100MB thì không, máy nó vẫn chạy trên cái mức đồ họa đẹp nhất, chi tiết nhất cho chúng ta. Đôi khi mà mình thấy được cái mức nhiệt độ là 90 độ C với công suất khoảng 30W, 92 độ C này. Nghĩa là file nặng, con chip nó xử lý nhiều, dẫn đến mức nhiệt độ nó cao hơn đấy. Đây nhá, khi mà mình zoom này, CPU 2 nó sẽ chạy này, 0, 1, 2 này. Có mỗi cái CPU 2 nó chạy nhiều thôi. Còn lại 3, 4, 2, 4, 2, 4 nó chạy nhiều. Đây là cái luồng nhá, chứ không phải nhân đâu. Nhân thì chỉ có 8 nhân thôi, 16 luồng. Thì cái luồng CPU 2 ở đây này, nó đang chạy nhiều. Mình đang sử dụng camera nhiệt để đo mức nhiệt độ sau khi mà làm AutoCAD khoảng 30-40 phút này. 40 độ C, còn trên cái phần CPU ấy, đối diện lên thì là 46 độ, nóng hơn cả những cái phần khe tản nhiệt. Các bạn thấy hiệu năng của con chip Intel Core 9 9880H ở trên chiếc Dell Precision 5540 như thế nào thì hãy bình luận phía dưới nhé. Còn link mua hàng cho các bạn quan tâm mình sẽ để trong phần mô tả hoặc ghi comment cho các bạn. Nếu mà thấy video hay đừng quên like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ là cuối video rồi, nếu mà bạn nào chưa like, đăng ký kênh mà đã xem hết cái video này thì hãy bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ Laptop TC cũng như Đại Công Nghệ nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sắp tới.